ông trùm đứng sau loạt ảnh không che của hàng chục gái bán dâm. Khoảnh khắc nguy kịch của hai người dân vụ nổ súng ở chợ cá. Bắt 45 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm hai người tử vong ở Tây Ninh. Tạm giữ người đàn ông hành hung bé trai ở sảnh chung cư. Người dân phá cửa khống chế đám cháy nhà dân đóng kín. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua rất nhiều trang web đen bị triệt phá và đứng đằng sau là sự điều hành bài bản của những ông trùm. Mới đây, Cảnh sát Hình sự Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trương Văn Tiến là kẻ đứng đằng sau loạt ảnh không che của hàng chục cô gái bán dâm trên mạng. Thông qua các trang web, Trương Văn Tiến sẽ đăng ảnh thông tin cá nhân và số điện thoại của gái bán dâm để khách có nhu cầu liên hệ. Theo đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện một đường dây môi giới buôn bán dâm thông qua các website đen. Ngoài ra, trinh sát cũng phát hiện hoạt động chứa chấp mại dâm tại một số nhà nghỉ homestay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự phát hiện đứng sau hàng loạt các bộ ảnh khỏa thân của gái bán hoa trên các trang web đen là Trương Văn Tiến sinh năm 1987, hiện đang ở tại Bản H, Trí Nang, Lan Chánh, Thanh Hóa. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, phát hiện Trương Văn Tiến đang có mặt tại đường Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Trinh sát đã tiến hành bắt giữ, Cùng thời điểm trên, một tổ công tác của đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người được phân công phối hợp với công an phường Mỹ Đình 1, kiểm tra hành chính nhà nghỉ MH3 và Homestay Star, phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai cơ sở trên. Căn cứ chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tháng 6 năm 2024 Tiến truy cập vào các trang web đen liên lạc với ban quản trị để được cấp nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, thông qua các trang web này, đối tượng nhận quảng cáo cho các gái bán dâm bằng cách đăng tải hình ảnh không mặc gì, thông tin cùng số điện thoại liên hệ và nhận tiền từ đối tượng này theo tháng. Trung bình, các gái ngành sẽ trả cho Tiến từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng một tháng tùy theo độ hot. Nếu gái bán dâm muốn hình ảnh của mình được đưa ra trang chủ, tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và nhận nhiều đơn đặt hàng thì sẽ trả khoản tiền cao hơn cho tiếng. Hàng chục gái bán dâm đã trở thành đối tác của tú ông này, bên cạnh đó qua làm rõ vai trò của Đỗ Trọng Quý sinh năm 1980, chủ Homestay Star và Lò Văn Bình sinh năm 1989 là lễ tân Homestay Star trong đường dây môi giới mua bán chứa chấp mại dâm. Theo đó, homestay của quý hoạt động từ năm 2023 đến nay. Tháng 3 năm 2023, quý thuê lò Văn Bình làm lễ tân và trả lương với số tiền 7 triệu 300 ngàn đồng một tháng. Trong thời gian kinh doanh, quý biết một số gái ngành thông qua mạng xã hội nên đã nghĩ cách tăng doanh thu cho cơ sở của mình. Ông chủ này đã cho các đối tượng sinh hoạt, ăn ngủ hàng ngày tại homestay và không phải trả tiền phòng. Điều kiện là khi có khách, các cô gái này phải dẫn về cơ sở và thu tiền phòng từ những người này. Quý chỉ đạo cho Bình bố trí phòng khi có giao dịch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới và chứa chấp mại dâm, tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tiến, Đỗ Trọng Quý và Lò Văn Bình, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Nai khiến hai vợ chồng tại chợ cá Hóa An đều rơi vào nguy kịch gây xôn xao dư luận những ngày qua bởi hành vi manh động của các đối tượng. Toàn bộ sự việc đã được camera nhà dân gần đó quay lại, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Hình ảnh người đàn ông gục xuống sau khi trúng đạn khiến nhiều người sợ hãi. Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm sáng 30 tháng 8, khu vực chợ cá Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng. Nhóm gồm 3 người đã mâu thuẫn với một nhân viên bốc xếp tại chợ tên Toàn. Sau khi quay trở lại với một khẩu súng, Toàn gặp nhóm 3 người trên tại một quán cà phê. Nhanh chóng, Toàn rút súng bắn vào ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý, vợ ông Ẩn, khi đó, vợ ông ẩn có phản kháng nhưng vẫn bị thương nặng và phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin, công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn cũng như thu giữ một khẩu súng giống súng lô và một số vỏ đạn ở hiện trường. Hai nạn nhân là ông Mai Văn ẩn cùng bà Đỗ Thị Tý đã được đưa tới khoa cấp cứu bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cả hai đều ở tình trạng nặng, phải thở máy truyền máu khối lượng lớn, bệnh viện đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu vào 10 giờ ngày 30 tháng 8. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ động cơ gây án của đối tượng gây ra sự việc vừa qua. Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ 45 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến hai người tử vong trên địa bàn. Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết bằng hung khí và gây ra án mạng, Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Sáng 1 tháng 9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Tráng Bàn, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 45 bị can để điều tra về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cả 45 bị can bị bắt liên quan đến vụ hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, 12 thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả được công an cho gia đình bảo lãnh do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cầm đầu hai băng nhóm này là Nguyễn Minh Lợi và Nguyễn Trường Huy, cùng sinh năm 2008, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do trước đó Lợi phát hiện Huy nhắn tin qua Facebook trêu chọc bạn gái của mình. Bực tức, Huy và Lợi hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Cả hai cùng huy động lực lượng gồm hàng chục thanh thiếu niên, cầm theo hung khí đến giải quyết mâu thuẫn và xảy ra ẩu đả. Mỗi nhóm có khoảng trên 20 đối tượng. Công an phường Lộc Hưng triển khai lực lượng đến hiện trường thì hai nhóm đối tượng bỏ chạy thoát thân. Lực lượng công an truy bắt được 7 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí có liên quan. Sau đó, các đối tượng tham gia hỗn chiến lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hậu quả khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh và công an thị xã Trảng Bàng đang truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. liên quan đến vụ việc người đàn ông hành hung bé trai giả mang trước sảnh chung cư ở Hoàng Mai, Hà Nội, gây phẫn nộ dư luận. Sau 10 ngày trốn tránh, Nguyễn Tiến Đạt đã đến trụ sở công an đầu thú về hành vi hành hung cháu bé và bị tạm giữ để điều tra. Ngày 31 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1990 ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 8, cháu M sinh năm 2012 chơi đá bóng cùng cháu D sinh năm 2012 tại sân chơi chung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi bóng, hai cháu có xảy ra va chạm xô sát với nhau. Sau đó cháu D đi về nhà thì gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Đạt hỏi cháu D vì sao bị tím mặt nên cháu nói bị bạn tác động mạnh. Nghe con kể chuyện, Đạt chở cháu D ra chung cư 87 lĩnh Nam để tìm người. Khi đến trước tòa N02 đạt xuống xe, đi đến chỗ cháu M đang chơi và tấn công cháu M gây thương tích, chỉ đến khi mọi người căng ngăn người đàn ông này mới dừng lại và bỏ đi. Ngày 28 tháng 8, Nguyễn Tiến Đạt đến công an quận Hoàng Mai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh gây thương tích cho cháu M. Hành động của người đàn ông này khiến gia đình cháu bé cũng như dư luận vô cùng phẫn độ. Hiện công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, một ngôi nhà khóa trái cửa bùng cháy từ tầng 3 của ngôi nhà. Trước khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người dân phát hiện vụ cháy đã cố gắng phá cửa nhằm tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất. Theo đó, vào khoảng cuối giờ chiều ngày 31 tháng 8, một nhà dân tại số 554 Minh Khai thuộc phường Vĩnh Tuy, hai bà Trưng Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy vào thời điểm này, người dân xung quanh phát hiện có khói bốc lên và thoát ra từ tầng 3 của căn nhà. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo cho công an khu vực và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của quận Hai Bà Trưng. Đồng thời, một số người dân cũng cố gắng phá cửa tầng 1 để có thể tiếp cận hiện trường vụ cháy nhanh chóng dễ dàng hơn. Tại hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dập lửa, lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến đường qua khu vực cháy để phục vụ công tác cứu hỏa. Đến khoảng 17 giờ 40 phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không ghi nhận thương vong về người còn thiệt hại tài sản không quá lớn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện. Rất may đám cháy đã được phát hiện kịp thời. Trước tình trạng cháy nổ bất ngờ hiện nay, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đặc biệt là trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người cần chú trọng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9. Tại các trung tâm thương mại nơi vui chơi giải trí tập trung đông người, phải có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn có hệ thống đèn chiếu sáng đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn cần lắp đặt thiết bị bảo vệ điện có mức độ an toàn cao tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá tải chập cháy đặc biệt cần chú ý tắt hết các thiết bị điện không sử dụng khi ra khỏi cơ quan cơ sở kinh doanh công ty xưởng sản xuất quầy hàng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày trong ngày đầu tiên hòa trong không khí hân hoan của kỳ nghỉ lễ quốc khánh hàng trăm người đã đổ về phố phan đình phùng hoàng diệu chụp ảnh nhiều thợ ảnh và tiểu thương tại đây cũng tận dụng thời điểm này để cung ứng các dịch vụ đặc biệt nhiều thợ chụp ảnh cho biết đây chính là khoảng thời gian làm ăn tốt kiếm được nhiều tiền nhất trong năm khi chụp tại con đường này phố phan đình phùng đoạn từ đường hoàng diệu đến đường nguyễn tri phương hà nội những ngày này nhộn nhịp đông đúc bởi các nàng thơ từ khắp nơi đổ về, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, người dân và du khách đổ đến đây để săn ảnh đẹp. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ, nghỉ, các thợ ảnh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không chuyên tấp nập lịch chụp bởi nhu cầu chụp ảnh check-in của các nàng thơ tăng khá cao mà không cần quảng cáo. Anh Nguyễn Hải Đạt, thợ chụp ảnh tại tuyến đường Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết, đến mùa thu và những ngày lễ, người làm nghề chụp ảnh có thu nhập tương đối cao. Trung bình, mỗi ngày anh Đạt nhận được khoảng từ 3 đến 4 khách, chi phí chụp ảnh đa dạng. Tùy nhu cầu, nếu chụp theo tấm thì 20.000 đồng một tấm hình, còn chụp theo combo dao động khoảng 600.000 đến 700.000 đồng một tiếng. Trong ngày lễ, dịp 2 tháng 9, số lượng khách có nhu cầu tăng hơn nhiều thu nhập cao điểm có thể tăng gấp đôi. Theo đó, các tay máy sẵn sàng tác nghiệp mà không cần đặt trước khi chụp xong khách ưng ảnh mới gửi tiền. Trừ những tay máy đã đặt theo gói trước đó, các thợ ảnh tự do hoạt động tại đây sẽ lấy tiền theo những bức ảnh ưng ý. Lượng người đông di chuyển qua lại liên tục nên không dễ để du khách có bức ảnh đẹp. Vừa hướng dẫn mẫu tạo dáng vừa cố gắng bắt khoảnh khắc đẹp anh Hoàng Quốc Long Quyền, thợ chụp ảnh, chia sẻ suốt cả tuần nay, ngày nào anh cũng có mặt trên con phố này để chụp ảnh cho khách. Trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, ngoài các quán cà phê, quán ăn, thì các gánh hàng rong bán sấu tươi, hoa tươi, sồi cốm, các dịch vụ tự phát như chụp ảnh trong xe, cho thuê tiểu cảnh chụp ảnh cũng bội thu. Hòa trong không khí hân hoan của Tết độc lập, chúng tôi xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên bạn bè và người thân. Cuối chương trình là thông tin về tình hình thời tiết trong tháng 9. Theo đó, tháng 9 này sẽ đón nhiều cơn mưa lớn diện rộng với một vài nơi có mưa lớn kéo dài 5 đến 7 ngày, đồng thời có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây thời tiết nguy hiểm. Theo đó, Đại khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã có thông tin tổng hợp đánh giá dự báo thời tiết hạn dài tháng 9 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ, các sản phẩm dự báo mô hình cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 9 sẽ ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức sấp xỉ và cao hơn từ 0,2 đến 0,7 độ C. Thời tiết khu vực hầu hết các ngày trong tuần, đầu tháng 9 có mưa, mưa rào ở diện rải rác đến nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và dông, đề phòng lốc xoáy gió giật trong những cơn mưa dông, mưa dông tập trung chủ yếu vào tầm buổi trưa và chiều tối, đêm ít mưa và buổi sáng có nắng, tổng lượng mưa tuần cao hơn với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 200 mm. Đến 10 ngày giữa tháng, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới và chịu sự chi phối của gió mùa tây nam, cường độ trung bình đến mạnh. Khả năng có bão hoạt động trên khu vực Bắc hoặc giữa biển Đông. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động khá mạnh. Thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có giông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Một vài ngày cuối tuần mưa giảm bớt, chủ yếu chỉ còn xảy ra vào khoảng trưa đến chiều tối, buổi sáng đến trưa trời có nắng và ban đêm ít mưa. Trong 10 ngày cuối tháng 9, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, đề phòng khả năng xuất hiện bão trên biển đông gây gió Tây Nam mạnh và mưa lớn diện rộng trên khu vực. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc Bắc Bộ hoạt động khá mạnh. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, với khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Nhìn chung, tổng lượng mưa tháng 9 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó tuần đầu và tuần giữa có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn, khoảng từ 10 đến 20%, mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to đến rất to ở một vài nơi có khả năng xuất hiện ở cả tuần đầu, tuần giữa và tuần cuối tháng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.